Lô ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Lô ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Lô ship hiện đang có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Lô ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Better Cry. Xét về tâm lý, ai cũng vậy, thường hơi khó chịu khi nhắc tới những trận thua. Nhưng chúng ta cần biết rằng, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Ngay cả từ các quân đội thuộc hàng mạnh nhất thế giới như Mỹ hay Nga còn có những trận thua đau không ngóc đầu dậy được. Huống chi quân đội Việt Nam phải đối đầu với các siêu cường quân sự hơn chúng ta về mọi mặt. Cho nên, quân đội ta có những trận thua là chuyện đương nhiên, chuyện bình thường. Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Vì nó là một phần của lịch sử mà ít người biết đến do thường được làm dịu đi trên báo chí và ít khi được đưa vào sách giáo khoa trong các bài học trên trường. Thế nhưng trong tổng kết kinh nghiệm của các sư đoàn, lữ đoàn và quân đội ta hiện nay thì những trận đánh này vẫn được nhắc tới và được đưa ra để giảng dạy, vốn là kinh nghiệm được rút ra từ xương máu của các thế hệ đi trước để chúng ta không lặp lại sai lầm. Chúng ta cùng đi vào chủ đề chính là trận Chutankara năm 1968. Trận Chutankara năm 1968 hay còn gọi là trận đánh cao điểm 995 của sư đoàn 209 lính mũ sắt Hà Nội. Đơn vị đánh trận Chutankara là tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 209 sư đoàn 312. Trung đoàn 209 là trung đoàn có biên chế là binh sĩ tinh nhuệ được trang bị mũ sắt nên thường được gọi là trung đoàn lính mũ sắt. Các binh sĩ là lính mũ sắt thuộc trung đoàn 209 được tuyển chọn đặc biệt, sức khỏe A2 trở lên, lý lịch ít nhất phải là đoàn viên và đều là người Hà Nội gốc. Sau khi luyện quân kỹ lưỡng ở Thái Nguyên như cõng đá ngay cả lúc nghe điều lệnh để rèn sức bền thể lực, đánh trận giả ở Hòa Bình, v.v. thì đơn vị bộ binh này được trang bị tối đa các quân trang khí tài hiện đại nhất thời đó như mũ sắt của Liên Xô, quân phục Tô Châu, là đơn vị đầu tiên được sử dụng B-41, súng AK-47 mới tinh và các băng đạn được trang các viên đạn vạch đường, v.v. Tất cả họ đều nhập ngũ vào ngày 27 tháng 3 năm 1967, cùng đánh trận đầu tiên trong đời là trận Chutankara ngày 26 tháng 3 năm 1968. Và không ít người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại tại dải núi này. Gần Tết Mậu Thân năm 1968, các tiểu đoàn thuộc trung đoàn 209 đang tập luyện hành quân ở Yên Lạc, Hòa Bình thì bỗng nhiên nhận được lệnh trả các khẩu súng cũ lại và được cấp súng mới. Quân phục, trang bị cũng đều được cấp mới hoàn toàn, đặc biệt được cấp cả mũ sắt của Liên Xô. Từ trước tới giờ, quân giải phóng đều chỉ dùng mũ cối nên khi được trang bị nón sắt là điều cực kỳ hiếm do mới có lần đầu. Từ đó mới có tên là lính mũ sắt. Khi chiến dịch Mậu Thân nổ ra thì cũng là lúc mà trung đoàn 209 nhận được lệnh từ điểm dừng chân tiến thẳng vào miền Nam để bổ sung cho sư đoàn 1, sư đoàn chủ lực đầu tiên của mặt trận Tây Nguyên, còn gọi là mặt trận B3. Lính trung đoàn mũ sắt hành quân vào chiến trường bằng ô tô từ Hòa Bình qua đường mòn Hồ Chí Minh đến ngã ba Đông Dương. Tại đây, đội hình hành quân bị lộ, không quân Mỹ ném bom đánh chặn ác liệt, hơn 10 người hy sinh. Vì vậy, tiểu đoàn 8 là lính Đông Anh phải chuyển sang hành quân bộ vào Tây Nguyên. Đây cũng là lý do trung đoàn bị thiếu tiểu đoàn 8 trong các trận đánh Mỹ đầu tiên. Sau khoảng nửa tháng hành quân liên tục thì trung đoàn 209 vào tới Tây Nguyên và được sáp nhập vào sư đoàn 1, đứng chân tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum thuộc bộ tư lệnh B3. Đây là địa bàn chiến lược có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với chiến trường miền Nam Việt Nam cũng như Lào và Campuchia. Căn cứ Polyclung hay còn gọi là căn cứ Lệ Khánh hay trại Lệ Khánh là căn cứ thuộc lực lượng đặc biệt của phía Việt Nam Cộng Hòa chốt giữ, nằm ở phía Tây, Tây Bắc, tỉnh Kon Tum. Nhiệm vụ của trại là huấn luyện các binh sĩ người thượng tiến hành các cuộc thám báo, trinh sát tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Trại Lệ Khánh được đặt mật danh mục tiêu là M1 và trung đoàn 209 được giao nhiệm vụ tấn công căn cứ này để làm bàn đạp uy hiếp Kon Tum. Tuy nhiên, khi trung đoàn áp sát tập trung quân ở khu vực Chutankara, Chutanan, cách Kalung khoảng 10 km về hướng Tây thì đã bị lộ. Ngày 21 tháng 3, quân Mỹ đã lập tức cho tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 8, sư đoàn 4 bộ binh thiết lập căn cứ hỏa lực trên đỉnh Chutankara, tức Hin 995 với tên gọi căn cứ hỏa lực số 14, FSB-14. Phía ta đặt mật danh là M2 để yểm trợ hỏa lực, đồng thời tung các toán trinh sát lùng sục xung quanh. Từ đỉnh núi đối diện, các binh sĩ thuộc trung đoàn 209 mũ sắt có thể nhìn thấy rõ những chiếc trực thăng CH-47 Chinook được mệnh danh là cần cỏ bay liên tục cầu lên đỉnh núi, xe ủi, pháo, lô cốt đúc sẵn bằng bê tông
để xây dựng cứ điểm. Lực lượng quân Mỹ tại M2, theo trinh sát xác định, bằng đếm số lần chuyển trực thăng đổ quân, là một tiểu đoàn tăng cường gồm một đại đội pháo hỗn hợp 105 ly và cối 81 ly, ba đại đội bộ binh, lực lượng trinh sát, công binh tương đương một đại đội và chỉ huy sở tiểu đoàn. Trong thực tế, quân Mỹ còn có hai đại đội bộ binh luôn từ rừng cơ lâng lên mà ta không biết, thường xuyên tuần tra trong rừng, đêm thì ngủ ở rừng quanh căn cứ, và 4 đại đội pháo ở sân bay Cơ Lâng và lân cận với các cỡ nòng 203, 175, 155, 105 ly cùng không quân yểm trợ. Do vậy, trung đoàn 209 phải bỏ mục tiêu đánh Cơ Lâng và buộc phải đánh M2 bởi căn cứ này chặn đường từ Kon Tum về vùng ngã ba biên giới và nằm giữa đội hình tập kết của quân ta. Cấp trên nhận định nếu để cho đối phương thiết lập xong vị trí thì sẽ rất kiên cố và khó đánh. Vì vậy, trung đoàn 209 cần phải giải quyết ngay cái gai này càng sớm càng tốt. Chư Tăng Kra là dãy núi hình vòng cung hướng Nam Bắc ôm một phần thung lũng Cơ Lâng. Núi có 7 đỉnh, đỉnh chính giữa cao 1.198m. Từ trên sườn đông của Chư Tăng Kra có thể quan sát được sân bay và chi khu quân sự Cơ Lâng ở phía dưới. Đây là một căn cứ quan trọng của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, án ngữ đường 14 và thị xã Kon Tum cách đó hơn 30km về phía đông. M2 là một căn cứ hình chữ T trên sườn núi dốc, mỗi chiều 500-600m. Quân Mỹ bố trí 3 đại đội bộ binh ở 3 góc, có thể dễ dàng chi viện cho nhau. Ở giữa, họ bố trí trận địa pháo và chỉ huy sở, được bảo vệ bởi lớp phòng ngự thứ hai là lính trinh sát, công binh và thông tin. Chỉ mới kịp làm 3 lớp hàng rào, bù lại, họ giăng nhiều lớp mìn định hướng Claymore, có thiết bị nhìn đêm và thu phát nghe tiếng động. Bên ngoài căn cứ là 2 đại đội lưu động, ngày tuần tra, đêm ẩn kín trong rừng. Tình báo Mỹ cũng biết rằng phía quân giải phóng có tới 2 tiểu đoàn, một ở phía Bắc, một ở phía Nam căn cứ FSB-14. Với lực lượng quân Mỹ như vậy, lại có chiến hào, lô cốt phòng ngự, thì theo nguyên tắc quân sự, phải có hỏa lực mạnh và một lực lượng đông gấp 3 đến 5 lần thì mới có ưu thế để đánh thắng. Sau khi bàn bạc, chính trị viên Phan Trọng Bắc và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 Trường Ân mới được giao nhiệm vụ đánh mục tiêu M2 Chư Tăng Kra. Tiểu đoàn 9 thiếu một đại đội đang đóng ở ngọn núi Chư Tan An phía nam căn cứ FSB-14 sẽ đánh từ hướng nam của mục tiêu M2. Đúng 1 giờ 15 phút ngày 26 tháng 3 năm 1968, phân đội biệt kích vòng ngoài của Mỹ phát hiện bộ đội quân giải phóng di chuyển vào căn cứ M2. Giao tranh lập tức nổ ra. Đơn vị đặc công quân giải phóng bị phục kích nên sau khi chịu thương vong nặng nề phải hủy bỏ nhiệm vụ vì tính bất ngờ đã mất. Các binh sĩ thuộc tiểu đoàn 7 thì vẫn nằm im trên các triền núi mà không biết bộ đội đặc công đã bị thiệt hại nặng. Đến 3 giờ sáng, đã quá giờ hẹn mà không thấy đặc công tấn công làm hiệu như kế hoạch đã định, nên buộc lòng tiểu đoàn 7 vẫn phải nổ súng tấn công vào Chư Tăng Kra. Sau 2 quả pháo hiệu màu xanh bay vọt lên không trung, tiếp theo là tiếng kèn xung trận rung động cả cánh rừng. Trong khi cối 60 ly và 82 ly của ta thi nhau rót vào phía tây, tây bắc vành đai phòng thủ của quân Mỹ, các phân đội mở cửa nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, dùng mìn MDH-10 bộc phá, thực hành đánh mở cửa. Sau khi chọc thủng lớp hàng rào dây thép gai, các mũi cơ động của đại đội 1, đại đội 2, tiểu đoàn 7 xung phong chớp nhoáng và đồng loạt vượt qua cửa mở, xông thẳng vào đánh chiếm các ụ súng, nhanh chóng phát triển vào trung tâm, đánh phá các trận địa pháo và chỉ huy sở của địch bằng các loại hỏa lực dày đặc và sử dụng súng phun lửa để đánh chiếm các công sự. Hướng phía nam, tiểu đoàn 9 thương vong nhiều vì mìn Claymore và hỏa lực pháo cối ngăn chặn buộc phải rút lui. Cuộc chiến đấu giữa bộ đội trung đoàn 209 với tiểu đoàn 3, trung đoàn 8, sư đoàn 4, bộ binh của Mỹ diễn ra rất ác liệt. Quân đội Mỹ mặc dù bị bối rối bước đầu, nhưng căn cứ M2 có vũ khí, trang bị hiện đại, hệ thống công sự, trận địa kiên cố, được không quân và pháo binh chi viện. Tuy vậy, trước sức tiến công mãnh liệt của quân ta, quân Mỹ lùi dần lên phía đỉnh. Hai máy bay AC-47 được điều đến khu vực, dùng súng máy 20 ly bắn chặn quyết liệt tại khu vực mở cửa. Chư Tăng Kra bỗng chốc biến thành một quả đồi lửa. Mặc dù đối mặt với hỏa lực ngăn chặn quyết liệt như vậy, các đơn vị của tiểu đoàn 7 cũng nhất loạt xung phong, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Khoảng 4 giờ sáng, đại đội D thuộc tiểu đoàn 3, trung đoàn 8 của sư đoàn 4 Mỹ, sau khi chịu nhiều thương vong, đã phải rút về trận địa pháo. Pháo 105 ly của đại đội C thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn pháo binh 29 của Mỹ hạ nòng pháo bắn trực tiếp về phía quân ta. 4 trận địa pháo của quân Mỹ bắn dồn dập vào khu vực bị ta chiếm. Tiểu đoàn 7 phát triển đánh chiếm trận địa pháo. Quân Mỹ tổ chức các trung đội trinh sát, công binh phản kích chiếm lại, giao tranh giành giật ác liệt quanh từng ụ pháo. Đại đội 13
tiểu đoàn 9 tiếp tục tấn công từ phía nam nhưng không thành công, đơn vị bị thương vong lớn. Do trinh sát công kỹ nên ta không phát hiện được sự hiện diện của đại đội A bố trí ngoài căn cứ. Khi giao tranh xảy ra, đơn vị này từ trong rừng về ứng cứu căn cứ, tấn công sau lưng quân ta từ hướng tây bắc, tổ chức liên tiếp 4 đợt xung phong. Bộ đội của ta bị quây trong căn cứ và dần hết đạn. Từ phía tây, tiểu đoàn trưởng Trương Ân tung lực lượng dự bị duy nhất của ông là trung đội 9 của đại đội 3 vào trận, nhưng không thể cứu vãn nổi tình thế trước sức tiến công của quân Mỹ. Đến tầm 4:30, máy bay B-52 tiến hành đánh bom trải thảm quanh trận địa. Pháo binh từ Cơ Lâng bắn cấp tập xuống các khu vực xung quanh để yểm hộ cho máy bay trực thăng đổ quân xuống. Giao tranh bên trong và xung quanh chu vi phòng thủ tiếp diễn đến 6:00 sáng. Trực thăng Mỹ đổ hai đại đội xuống M-2 để phản kích chiếm lại trận địa. Quân Mỹ tăng viện đánh bật quân ta ra khỏi căn cứ. Quân giải phóng lúc này hỏa lực hết đạn, bộ đội thì bị thương vong nhiều, nhận thấy không còn sức đánh tiếp, trung đoàn 209 buộc phải rút quân. Sáng hôm ấy, những người lính anh nuôi bày cơm nắm ra la liệt mà chẳng thấy người về ăn, hù hù khóc: "Chú mày ơi, đi đâu hết cả rồi?" 70% lính mũ sắt Hà Nội tham gia trận đánh đầu đời hôm ấy đã không trở về nơi giấu quân. Một số người đã hy sinh trong bệnh xá tiền phương, còn lại thì tuyệt đại đa số họ, hơn 200 người đã nằm lại trên đỉnh Chitagra trước lúc bình minh lên. Cuốn lịch sử Trung đoàn 209, Sư đoàn 7 có đoạn viết: "Trong trận tiến công tiêu diệt lính Mỹ trên cao điểm 995, 204 lính Mỹ đã bị tiêu diệt, ta bị thương và hy sinh hơn 200 đồng chí. Trận đánh Mỹ đầu tiên trên cao điểm 995, trung đoàn không dứt điểm được, nhưng là trận đánh mở màn của trung đoàn trong kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên và Nam Bộ. Trận đánh đã thể hiện được ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu gan dạ, không sợ hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 209. Đó chính là truyền thống của một trung đoàn đã được xây dựng từ những năm kháng chiến chống Pháp. Hôm nay, truyền thống đó lại được phát huy trong kháng chiến chống Mỹ. Nhiều gương chiến đấu anh dũng đã được nêu gương, như đồng chí Nhạc, đã đội phó đại đội 1, bị thương lò ruột, tự tay mình nhét ruột vào để tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu. Như đại đội trưởng Ngô Xuân Lâm, một mình ôm bộc phá, xông lên diệt lô cốt của địch, cho bộ đội xung phong, rồi sau đó chỉ huy bộ đội chiến đấu liên tục cho tới lúc hy sinh. Trận Chitagra là trận đánh đầu đời của lính mũ sắt Hà Nội. Để rồi hơn 40 năm sau, những người lính còn sống sót sau trận đánh năm ấy đã bị thôi thúc quay lại nơi đây để tìm lại đồng đội của mình. Hàng trăm chiến sĩ phơi mình trên dãy đồi ấy nhưng vẫn chờ đồng đội và người thân tới tìm kiếm. Hà Nội, Kon Tum, đường xá xa xôi nhưng chẳng thể ngăn được bước chân của những người lính già. Năm nào họ cũng ra vào nhiều chuyến để tìm lại đồng đội đã nằm trên đỉnh cao điểm này. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trực Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!